Chào các bạn đến với Hạnh Phúc Đắp Xây. Hôm nay chúng ta sẽ đắp xây một thói quen nói cảm ơn trong hôn nhân. Thì cũng biết rằng nhiều cặp vợ chồng lấy nhau lâu năm thì dường như mình xem những cái điều mà người bạn đời làm cho mình là đương nhiên, cho nên mình quên nói lời cảm ơn. Thì cái đó là một cái thói quen không tốt nha các bạn. Thì khi mình lập gia đình được một thời gian rồi thì mình mới đi chơi chung với bạn của chồng chẳng hạn, thì mình mới thấy là vợ chồng họ rất là lịch sự với nhau. Ví dụ như họ nhờ là anh ơi lấy giùm em cái này cái kia, thì nói bằng tiếng Anh là would you please get me this or that. Người bạn đời mình làm cái gì cho mình xong mình sẽ nói cảm ơn. Thì lúc đó tự nhiên mình nhìn lại bản thân mình xấu hổ lắm các bạn ơi. Cái thời điểm đó nhiều khi chồng đưa cho mình cái gì thì mình cũng lấy vậy thôi. Đại khái những cái nhỏ nhỏ, ví dụ như là anh đưa giùm em cái món đồ gì trong nhà đúng không, thì cứ đưa cầm rồi vậy thôi. Đương nhiên hiểu là cảm ơn nhưng mà không nói cảm ơn. Nhưng mà mình nghĩ là nếu mà cái việc không nói cảm ơn kéo dài quá lâu đó thì nó trở thành một cái thói quen xấu và nó sẽ ảnh hưởng đến cái hạnh phúc của gia đình. Việc nói lời cảm ơn tức là mình công nhận cái việc làm của người bạn đời là đối với mình nó là quan trọng. Mình ghi nhận những cái cố gắng mà người ta làm. Lấy ví dụ như là tự nhiên một hôm chồng mình hứng quá mua về một bó hoa mà không có đúng cái dịp gì hết á. Rồi mình hỏi ủa sao tự nhiên mua hoa vậy, cái ảnh mới nói tại ảnh thấy hoa cái ảnh thích mua cho mình. Thì mình vui lắm, thì mình cũng nói là cảm ơn anh, xong rồi lúc đó là nói cảm ơn, rồi tới khi trước khi đi ngủ nữa thì cũng nhắc lại là cảm ơn anh đã mua hoa cho em. Thì những cái nhỏ nhỏ như vậy đó các bạn, nó cho người bạn đời của mình thấy là những cái hành động của họ được ghi nhận, thì nó củng cố cái niềm tin, gọi là reinforcing behavior, tức là mình làm hoài làm nhiều thì nó sẽ tốt, mà nếu mà làm nhiều cái tốt thì nó theo hướng tốt, mà làm nhiều cái theo hướng xấu thì nó sẽ đi xuống dốc. Rồi ví dụ như mình lau nhà đi, thì nếu các bạn nghĩ là lau nhà đó là việc bình thường ai cũng làm được, có cái gì đâu, nhưng mà nhiều khi mình bận rộn mình không có phải lúc nào mình cũng lau hết cái nhà được, thì mình chỉ quét này kia thôi. Chồng đi xong tự nhiên về thấy nhà sạch đó, cái chồng cũng khen ôi nhà sạch quá em, thì đó cũng là một cách để ghi nhận là cái công sức của mình bỏ ra đó, lúc đó làm mình vui chứ, thì mình có động lực lần sau mình làm tiếp. Thì mình chỉ đưa một vài cái ví dụ đó để cho các bạn thấy rằng trong hôn nhân mặc dù đã cưới nhau lâu nhưng mà mình vẫn phải nói lời cảm ơn, mà cảm ơn mà thật tình chứ không phải là cảm ơn cho có nha các bạn, là cảm ơn thật á. Là biết ơn thật sự đó, không phải là mình nói hoài cái nó nhàm đâu các bạn. Nói hoài nhưng mà nó vẫn có tác dụng và cái người bạn đời vẫn thấy là họ được ghi nhận về những cái hành vi tốt mà họ làm cho mình, thì họ sẽ làm nữa, thì mình sẽ có nhiều niềm vui. Nhắc các bạn nha, ví dụ như lâu lâu chồng mua quà hay gì về cứ vui trước đi, đừng có coi cái giá tiền gì cho nó nhức đầu. Mà mình thấy cái đó là cái điều hay của mấy ông chồng á, là ví dụ như có một lần là trước sinh nhật của mình á, mình tính mua cái ví đó, cái túi sách đó mà nó cũng giá 100+ đồng á, túi sách cũ của mình á nó cũng chưa có cũ sờn gì lắm, mình là thuộc dạng là xài hàng rất là bền. Xài hàng theo cái công năng, phải không, cái nào mà nó hết công dụng nó thì mình mới bỏ đi thôi. Chồng mình á biết là mình thích cái túi sách đó, nhưng mà tại vì mình đắn đo là mình cái túi sách cũ vẫn còn xài được nên mình không muốn mua một đống để đầy nhà để làm cái gì, mà nó cũng đâu có rẻ. Thì tới sinh nhật mình rồi là chồng đã biết mua cái gì rồi đó nha các bạn. Thì nhiều cái lúc cái đó nó cũng hay, tức là chồng mua đúng cái túi sách mình thích, mặc dù trong lòng mình đắn đo, nhưng mà khi chồng đã mua về rồi mà là mình vui mừng thôi, tức là chồng đã quyết định cho mình rồi, hơi đâu mà đắn đo chuyện tiền bạc này kia. Cứ vui đi, mình nghĩ phụ nữ nên bớt lo một tí. Nhiều lúc tiền bạc nhiều quá thì nó cũng không hay đâu. Thì nói tóm lại với các bạn trong cái video này thì lời nói cảm ơn trong hôn nhân rất là quan trọng nha các bạn. Không cần biết các bạn là lập gia đình lâu đến bao lâu, nói cảm ơn đến con nữa. Nhiều khi mình nhờ con làm một cái gì đó rồi mình cảm ơn nó, thì đó là cái động lực để cho nó giúp đỡ mình
Cho nên là lời nói cảm ơn rất là quan trọng trong hôn nhân. Thời lượng hôm nay đến đây là hết rồi. Mình chỉ muốn nhắc với các bạn là muốn có hạnh phúc là phải đắp xây nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Và nếu các bạn thích cái video này thì hãy nhấn like cho mình, và thích kênh thì hãy subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những lần sau.